Tại Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về công nhận ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Tham dự lễ công bố có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Theo quyết định của Tư lệnh Quân khu 9, ngày 5 tháng 5 năm 1979 là ngày thành lập trong thời là ngày truyền thống của Trung đoàn Bộ binh 932 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Trải qua 43 năm phát triển, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 932 tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân. Trong thời bình hay thời chiến đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã có hàng trăm ngàn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng dự bị động viên được xây dựng, biên chế vào các đơn vị của trung đoàn hàng chục ngàn lượt quân nhân dự bị được động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Nhiều đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lập được nhiều chiến công. Trong 43 năm xây dựng và phát triển, trung đoàn đã 5 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng cờ thi đua quyết thắng, 3 lần được Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ tặng thưởng cờ dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều bằng khen giấy khen khác. Ghi nhận những thành tích đó, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố tặng trung đoàn bức trướng với 8 chữ vàng, đoàn kết, kỷ cương, lập công, quyết thắng, nhằm động viên khích lệ tinh thần của mọi cán bộ chiến sĩ trung đoàn.